sẽ thành bão số 9 đi vào Biển Đông. Dốc sức tìm kiếm cán bộ công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng Ba. Nông dân khóc ròng nhìn lúa lên mộng. Bắt nhanh đối tượng lừa đảo 100 triệu đồng của gia đình nạn nhân thủy điện Rào Trăng Ba. Phút đời thường hôm nay, người mang lại nụ cười tự tin cho những mảnh đời kém may mắn. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin cập nhật về tình hình mưa bão. Thưa quý vị, cơn bão số 8 chưa qua thì áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines dự báo sẽ mạnh lên thành bão số 9 và đi vào Biển Đông vào sáng sớm ngày 26 tháng 10. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ mạnh, hướng đến các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Dự báo từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Mức độ nguy hiểm có thể cao hơn cơn bão Damrey số 12 năm 2017. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 15,5 đến 20 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Ròng rã trong gần 2 tuần qua, bất chấp thời tiết mưa lũ, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an Thừa Thiên Huế tiếp tục huy động tổng lực các lực lượng, phương tiện phối hợp triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích thủy điện Rào Trăng Ba. Công việc đầy khó khăn nhưng trách nhiệm với đồng bào, đồng đội thôi thúc các anh không bỏ cuộc. Bất kể ngày đêm, các chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an các địa phương đơn vị Thừa Thiên Huế đã liên tục có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, cung cấp lương thực, thực phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm và vận chuyển cán bộ công nhân mất tích và người bị nạn mắc kẹt tại thủy điện Rào Trăng Ba. Trong quá trình triển khai lực lượng thì trong những ngày vừa qua, thời tiết ở Huế, đặc biệt là khu vực Phong Điền Huế là rất là phức tạp. Mưa, gió liên tục, đồng thời là cái thủy điện Rào Trăng 4 cũng thường xuyên phải xả lũ để mà tránh cái quyền vỡ đập, cho nên quá trình triển khai cũng gặp rất là nhiều bất lợi. Tất cả với mong muốn có phần công sức nhỏ bé để đưa những cán bộ công nhân mất tích ở Rào Trăng sớm về lại với gia đình, quê hương. Đến nay, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cũng đã tìm thấy 5 thi thể trong tổng số 17 cán bộ công nhân mất tích sau vụ sạt lở vùi lấp nhà điều hành lán trại công nhân tại thủy điện Rào Trăng Ba. Những ngày qua, trước tình hình mưa bão gây lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, sinh viên trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi quyên góp đồ để giúp đỡ bà con vùng lũ. Đây là căn nhà trọ của sinh viên Hoàng Minh Nhật Lệ thuê cùng với 3 người bạn khác ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Từ những bài đăng trên Facebook, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Nhật Lệ và bạn bè của mình đã quyên góp được hơn 1,5 tấn quần áo. Ngoài quần áo cũ, nhóm sinh viên còn kêu gọi những bạn bè khác mỗi người chung tay quyên góp được hơn 4 triệu đồng và vận động mạnh thường quân ủng hộ 1.000 gói gạo lứt sấy khô. Trước hết thì mình là một người đã sống ở Quảng Trị 20 năm rồi và nó là nơi chôn rau cắt rốn của mình, và tất nhiên khi mà thấy những cái hình ảnh, những cái thông tin hiện tại ở ngoài đó thì thực sự là nó rất là thắt ruột ấy. Cho nên là mình là sinh viên, cho nên cái điều kiện của mình không thể nào mà quyên góp vận động kêu gọi ủng hộ tiền bạc hay là nhu yếu phẩm này kia được, cho nên mình nghĩ quần áo cũ là cái mà đơn giản nhất mà mình có thể ủng hộ được cho đồng bào của mình. Thì mình thấy bài đăng của bạn mình ở Đà Nẵng bảo là đang gom quần áo ngoài đó gửi ra quê, thì mình cũng bảo là tại sao mình không có cùng gom với bạn ấy, mình sẽ gom ở trong Sài Gòn rồi gửi ra cho bạn, rồi bạn gửi ra quê. Còn đây là những hình ảnh diễn ra tại ký túc xá khu B Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Kiều Giang và 4 người bạn cùng phòng của mình nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn sinh viên khác. Tranh thủ buổi chiều tối sau khi học xong, Giang và bạn bè chạy đến từng tòa nhà trong ký túc xá để gom đồ cũ.
giờ đang lũ lụt nhiều rồi, mất hết nhà rồi, đồ đạc thì chắc nó không còn rồi, nhưng mà ăn đồ thì cũng có, nhưng mà bên cạnh đó thì mình cần phải quyên góp đồ đạc cho người ta, rồi người ta có cái gì người ta mặc đó. Mình đăng lên trên Facebook, trên trang cứu xá Đại học Quốc gia rồi để kêu gọi mọi người. Mình cũng qua trung gian thôi ạ, tại vì có đoàn đi ra ngoài thì mình sẽ vận chuyển về quê mình, về Đồng Nai, xong rồi đoàn mình sẽ heo xe để vận chuyển ra ngoài. Các bạn trẻ với tinh thần lá rách ít, đùm lá rách nhiều đã cùng nhau lan tỏa những hành động đẹp để hỗ trợ cho người dân vùng bão lũ. Những chiếc quần áo được phân loại, xếp gọn gàng sẽ được gửi ra miền Trung, phần nào giúp bà con giữ ấm, có thêm nhiều đồ sạch để mặc trong khoảng thời gian khó khăn này. Thưa quý vị, để phát huy tinh thần tương thân tương ái, hiện nay có rất nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về miền Trung ruột thịt nhằm giúp đỡ người dân nơi đây một phần nào đó để vượt qua lũ lụt và tái thiết lập cuộc sống. Không chỉ người lớn mới có tinh thần dân tộc, mà ngay cả những em nhỏ cũng mong muốn giúp đỡ người dân miền Trung thông qua hoạt động nhỏ của mình. Đây là một giải đấu cờ cho các em nhỏ với mục đích gây quỹ hướng về miền Trung, được Trung tâm Cờ Vua Sài Gòn kết hợp với Trung tâm Kỹ năng Tự vệ Sài Gòn tổ chức. Hoạt động thu hút hơn 70 thí sinh và đông đảo phụ huynh tham dự. Con của mình cũng tham gia vào câu lạc bộ Cờ Vua Sài Gòn, nên khi các thầy tổ chức cuộc thi này mình cảm thấy nó có rất là có ý nghĩa, cho nên là mình muốn cho con mình tham gia vào giải đấu này. Cái hoạt động này thì diễn ra rất là có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là tạo sân chơi cho các con. Thứ hai là giúp cho các con hiểu hơn về cái tinh thần tương thân tương ái của người Việt mình. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng các em nhận thức rất rõ và đồng cảm sâu sắc với những mất mát, khó khăn mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu. Được biết, giải đấu cờ hướng về miền Trung được chia làm hai đợt, được đầu diễn ra vào ngày 17 tháng 10 với sự tham dự của 40 vận động viên nhí và gây quỹ được hơn 11 triệu đồng. Còn số tiền thu được sau giải đấu lần 2 vào ngày 24 tháng 10 vừa qua là gần 15 triệu đồng. Tiền nó rất là ít, không xây được căn nhà, nhưng mà con mong xây được căn nhà đó để cứu một vài bé. Thì bên mình là rất là mong muốn là có thể giúp cho các bé không chỉ phát triển trí tuệ thông qua cờ vua, mà còn có thể là giáo dục tính hướng thiện cho các bé bằng những cái hành động từ thiện như này, những hành động tổ chức các sự kiện từ thiện như này, để các bé có thể hiểu ngay từ nhỏ, sau đó khi phát triển lên các bé sẽ trở thành những người công dân mẫu mực. Ngập lụt, mất mát là những gì mà người dân miền Trung đã và đang phải gánh chịu. Hy vọng rằng những hoạt động ý nghĩa này sẽ một phần nào đó giúp người dân miền Trung vững tâm vượt qua bão lũ. Xin chuyển sang những thông tin khác. Gần nửa tháng qua, mưa bão kết hợp triều cường đã làm cho khoảng 500 hectare lúa của người dân ở Hậu Giang bị đổ ngã, ngập úng, lên mộng, thương lái mua giá thấp hoặc không mua. Ông Lê Văn Nam ở ấp 2 xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đang phải làm tất cả mọi thứ có thể để hút nước cứu hai công lúa ST24 chín gục ngoài đồng. Gần nửa tháng qua, mưa bão và kết hợp triều cường đã làm cho lúa bị đổ. Cùng chung cảnh khổ với ông Nam, ông Nguyễn Hoàng Chiến cho biết ở cánh đồng lúa xã Vị Bình này xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Rất nhiều diện tích lúa hư, thối và lên mộng. Cũng trước mắt là cũng phải gỡ gói cho người dân này, cũng giá từ trên 5.000 cho dân nó đỡ, chứ giờ mua thì cũng chưa biết là lỗ như thế nào nữa. Giờ mộng lên xanh nó trơn rồi nè, giờ cũng gắng hỗ trợ cho dân đỡ cái phần lỗ. Ghi nhận của ngành nông nghiệp Hậu Giang, hiện toàn tỉnh có khoảng 19.000 hectare lúa trong giai đoạn trổ chín. Trong đó có khoảng 520 hectare lúa bị ảnh hưởng mưa bão, tỷ lệ đổ ngã 10-50%, chủ yếu ở huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, Long Mỹ. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra trong quán Lẩu Phèo khiến một người bị đâm chết. Anh Phạm Hoàng Duy Khánh, 24 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, cùng em trai và bạn đến nhậu tại quán Lẩu Phèo thuộc ấp Tân, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Trong lúc ăn nhậu thì nhóm của Khánh xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Anh Tuấn, 17 tuổi, cùng ngụ xã Bình Minh, đang nhậu ở bàn bên cạnh. Sau đó, Tuấn vào khu bếp lấy một cây kéo quay trở ra, đâm nhiều nhát vào người anh Khánh khiến nạn nhân tử vong sau đó. Quá trình truy xét, công an huyện Trảng Bom đã triệu tập Tuấn cùng 4 nghi can khác có liên quan lên làm việc. Tại đây, Tuấn đã thừa nhận dùng kéo đâm anh Khánh chết.
Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết hiện đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc, 23 tuổi, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của gia đình nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng Ba. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông nhận đơn trình báo của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo, vợ của anh Trần Văn Lộc là công nhân tử nạn tại Thủy điện Rào Trăng Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi sự việc xảy ra, nhà hảo tâm nhiều nơi giúp đỡ gia đình chị hơn 250 triệu đồng. Lúc đó, một người đàn ông gọi điện thoại ngỏ ý tặng gia đình chị 6 triệu đồng. Người này hướng dẫn chị nhấn vào đường link để được nhận tiền. Chị Thảo làm theo yêu cầu của người này và sau đó phát hiện số tiền trong tài khoản của mình bị mất 100 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Phúc, công an thu giữ 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính. Với thủ đoạn này, Phúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác với số tiền rất lớn. Thưa quý vị, hơn 3 năm qua, có một bác sĩ thẩm mỹ âm thầm phẫu thuật thẩm mỹ thành công cho gần 1.000 người bị sứt môi hở hàm ếch, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống. Điều đặc biệt là bác sĩ này phẫu thuật hoàn toàn miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn và giảm giá đến 80% cho các trường hợp còn lại. Đó là bác sĩ Lê Viết Trí ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này quý vị nhé. Đông, rất nhiều các em có nhu cầu, mình muốn cái chương trình này duy trì từ năm này qua năm nọ. Bạn nào khó khăn quá thì mình sẽ miễn phí hoàn toàn. Sau khi mà phẫu thuật xong á thì tôi cũng được nhiều công việc làm tốt hơn, với lại bạn bè cũng nói là nhìn được hơn, đỡ hơn chứ. Cảm giác thì cũng tự tin hơn một chút, thoải mái hơn một chút, mong muốn là sau thời gian nữa thì nó sẽ hoàn thiện hơn một cái hình ảnh, cái diện mạo, để có một cái diện mạo nó hoàn thiện hơn. Em thì là nhiều chỗ họ không nhận, bởi vì bảo là vì họ là
yêu nào thì ngoại hình, nhâm yêu quảng cáo ngoại hình, nhâm yêu là vậy nên rất là khó để em tìm được một việc, tìm một công việc nào đó, một nơi nào đó họ nhận được em. Công việc ý nghĩa thầm lặng của bác sĩ Trí đã mang đến nụ cười hạnh phúc, động lực sống tích cực cho biết bao trường hợp bị sứt môi, hở hàm ếch. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.